Kansai 2023 trở nên đặc biệt vô cùng đối với người Việt bởi những chiến thắng lịch sử cho các nhà làm phim Việt Nam tại liên hoan phim danh giá hàng đầu thế giới. Trong số 9 cái tên được xướng lên nhận giải tại lễ bế mạc diễn ra vào chiều tối 27 tháng 5 giờ địa phương, có tới 2 cái tên Việt Nam, đạo diễn Trần Anh Hùng và đạo diễn Phạm Thiên Ân. Lần đầu tiên góp mặt ở hạng mục tranh giải Cánh Cọ Vàng năm nay, đạo diễn mang hai quốc tịch Việt Nam, Pháp, Trần Anh Hùng đem tới tác phẩm The Port to Fur với sự tham gia của hai ngôi sao hàng đầu điện ảnh Pháp, Juliette Binoche và Benoît Magimel. Phim được dựa trên cuốn tiểu thuyết La Vie de la Passion de Dudon Buffon Gourmet hay The Passionate Epicure của nhà văn Marcel Leuve. Với bối cảnh năm 1885 tại Pháp, nội dung tác phẩm xoay quanh mối quan hệ 20 năm giữa nữ đầu bếp Eugenie và chuyên gia ẩm thực Dudon. Họ cùng nhau tạo nên những món ăn khiến nhiều đầu bếp lừng lẫy trên thế giới phải e dè. Suốt hành trình ấy với cùng niềm đam mê ẩm thực, Eugenie và Dudon dần tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Tuy nhiên, Eugenie lại khao khát sự tự do và chưa từng có ý định kết hôn với Dudon. Sau buổi ra mắt hôm 24 tháng 5, The Port to Fur nhận tràng vỗ tay dài 7 phút với vô số lời khen của báo giới quốc tế, với đầy đủ mỹ từ như một thứ rượu vang ngon làm người ta muốn chạm vào và kích thích cảm giác thèm ăn. Đạo diễn Trần Anh Hùng được ví như một chuyên gia ẩm thực, gia giảm và nêm nếm từng loại gia vị để lay động người thưởng thức với tác phẩm mới này. Anh đã vượt qua các tên tuổi kỳ cựu từng thắng Cannes như Wes Anderson, Hirokazu Koreeda hay thậm chí cả huyền thoại điện ảnh châu Âu Ken Loach để trở thành đạo diễn xuất sắc nhất của liên hoan phim Cannes năm nay. Đây là lần thứ tư đạo diễn Trần Anh Hùng có phim tham dự liên hoan phim Cannes sau phim ngắn Người thiếu phụ Nam Dương năm 1989, Mùi đu đủ xanh năm 1993 và Mùa hè chiều thẳng đứng năm 2000. Cách đây đúng 30 năm, đạo diễn gốc Việt lên sân khấu nhận giải Camera d'Or, Camera vàng, giải thưởng dành cho phim dài đầu tay tại liên hoan phim Cannes 1993. Và sau đó, Mùi đu đủ xanh cũng vào danh sách đề cử Oscar ở hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Vâng, sau 30 năm, Trần Anh Hùng được liên hoan phim Cannes tôn vinh ở hạng mục cao nhất dành cho cá nhân. Và cũng trong đêm bế mạc, nhà làm phim trẻ Phạm Thiên Ân đã chiến thắng giải Camera vàng mà Trần Anh Hùng đã giành được cách đây 3 thập kỷ. Danh hiệu này dành cho bộ phim được chọn từ các tác phẩm chiếu trong khuôn khổ liên hoan phim Cannes, bao gồm cả phim được trình chiếu trong các hoạt động song song với các phim tranh giải. Được chiếu ở chương trình Director Fortnight, bên trong vỏ kén vàng là phim dài đầu tay của Phạm Thiên Ân, được giới phê bình tại Cannes nhận xét là có ngôn ngữ điện ảnh độc đáo với lối quay tối giản nhưng không gây nhàm chán mà lôi cuốn từng phút, dù thời lượng phim lên tới 182 phút, tức là hơn 3 tiếng đồng hồ. Phim xoay quanh hành trình của nhân vật Thiện, chị dâu của anh, Hạnh, mất trong một tai nạn xe ở Sài Gòn, để lại con trai tên Đạo. Thiện về quê, mang theo nhiệm vụ lo ma chay cho chị dâu, chăm sóc Đạo và tìm kiếm anh trai đã thất lạc nhiều năm. Tại đây, anh gặp lại những ký ức khát khao từ quá khứ, đồng thời đối diện nhiều câu hỏi về đức tin. Tác phẩm được phát triển từ phim ngắn dài 7 phút, được quay chỉ với một cú máy one shot có tên Stay Awake, Be Ready, Hãy thức tỉnh và sẵn sàng, từng chiếu ở liên hoan phim Cannes 2019. Phạm Thiên Ân, sinh năm 1989, thuộc thế hệ làm phim trẻ được đánh giá cao. Anh từng giành giải nhì cuộc thi phim ngắn 48 giờ năm 2014. 4 năm sau đó, phim ngắn Câm lặng, The Mute của Phạm Thiên Ân chiếu tại liên hoan phim ngắn quốc tế Palm Springs và được chọn tranh giải tại gần 15 liên hoan phim quốc tế uy tín. Từ lúc hình thành ý tưởng tới lúc thực hiện bên trong vỏ kén vàng là quá trình kéo dài 4 năm. Đi qua khoảng thời gian thử thách khi đại dịch Covid-19 bùng nổ toàn cầu, giai đoạn 2020-2022. Có thể nói chiến thắng của Trần Anh Hùng và Phạm Thiên Ân, một nhà làm phim gốc Việt kỳ cựu và một đạo diễn trẻ thế hệ mới tại liên hoan phim Cannes năm nay đã tạo nên lịch sử cho các nhà làm phim Việt trên đấu trường quốc tế, tiếp thêm động lực để điện ảnh Việt Nam bước sang giai đoạn mới đầy hứa hẹn trong tương lai. Giới làm phim trong nước như đang mở hội trước chiến thắng của hai đạo diễn tại Cannes 2023. Nhà biên kịch Đinh Thiên Phúc của Hà Nội 12 ngày đêm ca ngợi chiến thắng của Phạm Thiên Ân và hy vọng vào tương lai trẻ của điện ảnh Việt. Nhà quay phim, nghệ sĩ nhân dân Lý Thái Dũng chia sẻ hình ảnh của đạo diễn trẻ Phạm Thiên Ân. Đạo diễn Võ Thanh Hòa gửi lời chúc mừng tới hai cái tên Việt Nam đã làm nên lịch sử tại Cannes 2023.
Trần Thanh Huy, đạo diễn phim Rom, bộ phim điện ảnh thắng giải cao nhất ở Liên hoan phim quốc tế Busan 2019, coi Trần Anh Hùng là động lực to lớn để phấn đấu. Chung niềm xúc động là đạo diễn Vũ Mạnh Cường, cũng từng gây tiếng vang tại Liên hoan phim Busan năm ngoái với Memento Mori, Đất. Hay nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân cũng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt trên trang cá nhân. Tại Cannes năm nay, bộ phim chiến thắng danh hiệu cao nhất, Cành cọ vàng, là Anatomy of the Fall, tác phẩm tâm lý ly kỳ của điện ảnh Pháp do nữ đạo diễn Justine Triet thực hiện. Phim xoay quanh câu chuyện về nhân vật Sandra, một nữ nhà văn người Đức, bị bắt vì tội giết người sau cái chết bí ẩn của chồng cô ở một hoàn cảnh vô cùng kỳ lạ. Tác phẩm là hành trình Sandra cố gắng tìm cách minh oan trước tòa. Chiếu tại Cannes, Anatomy of the Fall nhận được sự hoan nghênh đồng nhất từ giới phê bình. Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, 100% ý kiến từ 24 nhà phê bình chấm phim độ tươi tuyệt đối, với số điểm trung bình là 8,1 trên 10. Trang Metacritic chấm phim 8,8 trên 10. Nhận giải thưởng danh giá nhất Cannes từ huyền thoại điện ảnh Jane Fonda, Justine Triet trở thành nữ đạo diễn thứ 3 trong lịch sử có phim chiến thắng Cành cọ vàng. Hai nữ đạo diễn khác là nhà làm phim New Zealand James Campion thắng năm 1993 với phim kinh điển Dương Cầm, The Piano, và nữ đạo diễn Pháp Julia Ducuna với phim kinh dị Titan vào năm 2021. Grand Prix được ví như giải nhì cho phim, thuộc về bộ phim của hãng A24, The Zone of Interest, do đạo diễn Jonathan Glazer thực hiện. Giải Jury Prize được ví như giải ba, dành cho phim hài của Phần Lan, Fallen Leaves. Liên hoan phim Cannes 2023 đã kết thúc hơn 10 ngày sôi động với sự góp mặt của các nhân vật tên tuổi bậc nhất làng điện ảnh thế giới. Bên cạnh kết quả ngọt ngào dành cho cả hai đạo diễn Việt Nam Trần Anh Hùng và Phạm Thiên Ân, thì những tiếng nói đến từ châu Á cũng tạo được sự chú ý tại mùa giải năm nay với những cái tên quen thuộc. Nữ diễn viên xuất sắc nhất là người đẹp Thổ Nhĩ Kỳ Mavi Dira trong phim About Dry Grasses của đạo diễn Đồng Hương, từng thắng Cành cọ vàng, Nuribin Gejelan, Thổ Nhĩ Kỳ. Nam diễn viên xuất sắc nhất là ngôi sao gạo cội Nhật Bản Koji Yakusho trong phim hợp tác Đức-Nhật Perfect Days của đạo diễn Wim Wenders. Kịch bản hay nhất được trao cho biên kịch Yuji Sakamoto của phim Monster do Kore-eda đạo diễn. Tác phẩm này đồng thời cũng thắng giải Cành cọ vàng đồng tính Q-Palm, giải vinh danh những phim có chủ đề đồng tính một cách rõ rệt. Những hạng mục giải thưởng quan trọng gọi tên rất nhiều nghệ sĩ. Tác phẩm châu Á, gốc Á, trong đó có Việt Nam, đã đánh dấu một mùa liên hoan phim đầy ý nghĩa.